Cảm ơn.
Thank you.
vì ở với một người thờ tôn
Nay về sao cũng không phải
lời nói này trong thần chẳng qua vậy nên
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
A di đà phật, A di đà phật, A
Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di
Ai di đà Phật, 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 Ai di đà Ph
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại
chúng ta đã nhìn thấy những con
Thường xuyên đảnh lời
Tôn kính niệm Phật,
Cũng thưa tử công đức này thân tâm an lành, tập bệnh tiêu trừ tái qua nạn khỏi thường được an lành. Xa địa khổ huyền chuẩn ra các khánh hà bảo bình an, thu nóng tâm tay đồng minh bất phước ngưỡng vọng phẩm năng thì từ chứng minh gia hộ.
cái sự an lạc này, cái sự hiến tâm này, thì sau này khi mà chúng ta đối diện với sự sanh tử, thì chúng ta cái cổng thiện nghiệp của mình nó sẽ trỗi dậy.